Vâng, hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác một video. Mà video này là rất đặc biệt các bác nhé. Tại lời đầu tiên thì cho em xin phép chúc tất cả các bác đang theo dõi kênh của em và tất cả bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng, cũng đã lâu đúng không ạ, em lại chưa review một sản phẩm nào để ship về Bắc các bác nhá. Thì hôm nay đây là sản phẩm đầu tay. Chiếc này là chiếc thứ 10 của cơ sở Trung Kiên. Chiếc thứ 10, phố Hòa thứ 10các bác nhá. Đấy, chiếc này là Lê Tuấn đếm rồi, từ đầu năm đến giờ chưa đầy 2 tháng, mới có 45 ngày em bán được 10 cái ở cơ sở Trung Kiên, nhưng vì bận công chuyện em không lên video được. Còn chiếc này thì em ship, tức là người ở Thanh Hóa, 36 Thanh Hóa, người ở Ba Thước, Văn Hóa, Thanh Hóa vào đây, hai cháu đây, đây vào đây, vào cơ sở Trung Kiên và đã mua chiếc phô này các bác nhá, là đầu phô này và một chiếc mọc tua đục này. Cái mọc này hôm trước em có nói với các bác là chiếc mọc mà nó cao 2 mét, đó, dài 4 mét, cao 2 mét, rộng 2,2 mét và có số chiên khơ các bác nhá, có số chiên khơ đấy. Thì bây giờ hai người cháu ở Thanh Hóa đã lấy chiếc xe này và cắt thùng đi đấy các bác này. Em giới thiệu các bác một chút nha, tức là cắt thùng đi luôn, cắt vứt ra kia đây này, đấy, cắt vứt ra đây này, đó, cắt ra đây luôn và cho em luôn, cho cơ sở Trung Kiên cái đó và lấy cắt của nghĩa quan có 60 phần thôi để về Bá Thước Thanh Hóa để chở tràm các bác nhá. Và Lê Tuấn của tư vấn, tức là phải mua hộp số câu số để đi bác nhá. Và cái mọc này đã vào trong tầm ngắm và về đầu quân cho 36A Thanh Hóa quê ta, bánh đa bánh đúc các bác nhá. Đây, và đây là chiếc thùng đấy, Lê Tuấn giới thiệu với các bác. Và biển, tức là em cũng mong các bác, nhất là bác máy cày, từ video này bác nào muốn mua thì các bác sẽ mua xe có giấy để về ngoài Bắc làm ăn các bác nhá. Xe này đầu có giấy và đít, đây đầu đít biển số 70 là giấy tờ đều ship luôn các bác nhá. Đấy, và một chiếc mọc này rất xịn sò, đã làm trong cơ sở Trung Kiên Sơn, sơn phết đàng hoàng và rất dày dặn từ U cho đến tất cả thành bách cứng ngắc. Vỏ 18-430, à quên, vỏ 10-0020. Rồi, em quay sang chiếc đầu phô này các bác nhá. Chiếc đầu phô này đời T1, phô 4000, cơ sở Trung Kiên, tức là mới phủ lên một lớp sơn mỏng cho nó mới đẹp để đầu quân cho Ba Thước Thanh Hóa kiểu tràm. Vỏ 18-430 rất to bác nhá, đang riêng nguyên ốc 7 màu đấy. Và chiếc đầu xe này đây là Lê Tuấn tư vấn cho anh em và làm lại hết toàn bộ từ trụ, từ chốt cho đến đấy, là đây Lê Tuấn kêu thợ lại làm luôn cho anh em đấy, rất chi là tuyệt vời, đuôi chuột làm xong luôn các bác nhá, đuôi to, xe 4000 đời T1 đấy. Và cái kết nước nó hở, cái kết nước nó hở thì Lê Tuấn có kêu thợ đến nha và làm đây, thay kết nước để cho về nhà là anh em làm thoải mái. Thứ hai nữa là thắng hơi các bác nhá, đầy đủ đồng hồ hơi đấy, xe đang còn phủ lên một lớp rất đẹp đấy, rất đẹp trai đấy. Tất cả xe ở đây thì người ta làm rồi thì nó rất xấu, nhưng mà người mua thì phải Trung Kiên tuốt lại đó, là một màu rất đẹp đây, màu sơn zin đấy, còn đây là sơn phủ lên các bác nhá. Đấy, ok chưa đấy, bây giờ lắp vào lại xong là hoàn tất. Thì lắp vào thì em này nhá, và vì cái mọc này các bác này đó, em này với mọc này thì người hai người cháu ở Ba Thước Thanh Hóa vào đây cách đây là 3 ngày nay và chờ đợi mua xe xong về và lại cơ sở Trung Kiên bắt đầu tư vấn làm lại thay đổi mọc để cho phù hợp với cái công việc ở ngoài Thanh Hóa, đi đồi núi và chở tràm
Và mọt ở ngoài Bắc thì là như thế này, chứ không phải là như trong này, trong Nam. Nó khác hoàn toàn, các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, nó như vậy. Đấy, và chiếc Ford này, làm đầu này, đầu quân. Thì hôm nay em cũng nói với các bác luôn là tối nay xe ship hàng lên đây ngủ. Và sáng ngày mai em sẽ chạy cơ sở Trung Kiên, chạy chiếc mọt này và cái đầu này vào một cái cầu ở trong mà nơi mà em hay thường ship xe, và chạy thẳng lên xe là chạy về luôn. Xe là dài 9 mét các bác nhá, xe 3 giò. Đấy, rất mong tất cả các bác đấy, đang xem video này, bác nào ở xa các bác nhá, đấy em cũng nói chuyện với Trung Kiên là hỗ trợ tiền xe cho các bác. Quan trọng thứ nhất là các bác có sức khỏe và có tiền thì các bác hãy vào trong Nam. Các bác mua những cái đầu kéo mạnh mẽ, đầu Ford này này, nó dễ sửa, nó rất thông dụng hàng hóa và không phụ tùng thay thế rất gì là dễ. Các bác nhá, cho nên các bác cứ yên tâm. Các bác nếu bác nào muốn trong gia đình anh em muốn cần một chiến hữu nha, hoặc là xế đẹp xấu mà chủ yếu về phục vụ cho chúng ta, thì chúng ta có tiền chúng ta vào đây mua về, nó đỡ cho chúng ta bao nhiêu, vừa công cụ làm ăn phát sinh ra rất nhiều tiền, thứ hai nó hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta được lâu dài, và gia đình chúng ta có thu nhập, đúng không các bác? Đấy, một cái xe này mà chở 15-16 tấn thì em nói các bác là một ngày các bác được thu lợi được bao nhiêu. Đấy bác nhá, đấy tất cả cầu chiếc rất đẹp, xe thắng hơi đầy đủ. Đấy, thì em đang giới thiệu ở vấn đề thứ nhất là các bác cứ yên tâm, các bác vào đây với em rồi em dẫn các bác mua xe một cộ như những người cháu này, rất chỉ là tuyệt vời. Ngày mai em ship hàng, em quay một cái video nữa để cho các bác chứng kiến, đúng không ạ, em và tài xế và xe chở Nam Bắc như thế nào, và chụp hình lưu niệm các bác nhá, rất tuyệt vời. Và hiện bây giờ cơ sở Trung Kiên thì còn rất nhiều xe 3000 và rất đẹp đây. Đấy, xe 3000 rất rẻ các bác nhá. Đấy, xe có mọt, không có mọt, và xe đầu bác nào cần ok các bác nhá, rất tuyệt vời. Đấy, và còn một em mọt này là hết rồi các bác này. Đó, đấy mọt hết rồi. Còn đây có mấy cái nữa thì những cái trưng bày để trưng bày chơi. Đấy, và đây thì sản phẩm này sáng mai là lên đường về Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, em cũng rất mong các bác đấy, nhiệt tình đang theo dõi kênh của em cho em một like. Và bác nào đang có một hướng quyết định táo bạo mua xe Ford thì các bác hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Đấy, em sẽ tư vấn và sửa chữa cho các bác đẹp đẽ để các bác về, để đầu quân cho các bác làm ăn trong năm Giáp Thìn này các bác nhá, rất tuyệt vời. Đó, làm theo yêu cầu và cắt hết vấn đề các bác này. Đã cắt ra một đứa luôn đấy, vứt đây đấy, vứt đây này. Đấy, vứt đây luôn đấy, các bác nhá. Đấy, quan đây là cái đít của em nó luôn đấy. 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 Và đây và cái mặt đây đấy. Và cơ sở Trung Kiên lúc này thì nới cơi nới rộng ra để mai mốt để rất nhiều xe các bác nhá. Đấy, để lên xe để bắt đầu đưa xe về và sửa chữa cũng như thay phụ tùng thay thế làm mọt cho anh em, chủ yếu ship hàng đi tất cả các nơi trên toàn quốc các bác nhá. Rất mong các bác hưởng ứng, cũng như các bác nào trong gia đình mà cần một quái xế, nói chung Ford 3000, 4000, 4600 và 7000, 6600 có hết bác nhá, Suzuki, Yamaha đầy đủ, các bác cứ yên tâm. Đấy, và từ bắt đầu ngày mai em sẽ ship chiếc xe này chạy vào xe ô tô để lên đường về Thanh Hóa. Cuối cùng em xin chúc các bác thành công trong cuộc sống, xin chúc tất cả anh em máy cày mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và bác nào đang muốn mua xe thì các bác hãy gặp Lê Tuấn ngay trên kênh của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và cuối cùng Lê Tuấn xin dừng video tại đây. Hẹn các bác video sau. Xin chân thành cảm ơn.